Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đưa lính thiện chiến đến Quảng Ninh, ông Tổng đang muốn công phá thành trì của ông Chính. Chiếc ghế thủ tướng thật là quá hấp dẫn, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì có quá nhiều đối thủ nên sóng gió cứ liên tục nổi lên quanh cái ghế quyền lực thứ nhì trong hệ thống quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vụ án Việt Á, ông Thủ tướng dính đến trách nhiệm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và cả việc để cho Việt Á móc nối với các bộ làm điều ác với dân. Vết đen đó rất lớn, làm ông trở nên thất thế trước Chủ tịch Quốc hội trong cuộc đua và chiếc ghế cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như ngày một xa. Rồi tiếp đến vụ mua bán vũ khí liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bung bét từ nước ngoài cho thấy vai trò của ông Chính là rất lớn. Tuy hướng điều tra bị bóp méo vì những tin tức của vụ môi giới buôn bán vũ khí hàng tỷ đô la với Israel thuộc vào hàng tin mật quốc gia, mà ông Tổng đã chỉ đạo ông Tô Lâm lấy một cớ khác để truy bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án. Nhưng điều này ngày một khó khăn khi bà đã trốn từ lâu. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính. Đáng chú ý, lệnh khởi tố bà Nhàn được ban hành vào ngày 18 tháng 8 liên quan đến vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư tỉnh. Giới thạo tin cho rằng khi ông Chính làm bí thư Quảng Ninh, ông đã xây dựng một hệ thống công quyền với những quan chức đầu ngành thuộc phe cánh của ông. Trong đó phải nói đến người đứng đầu ngành công an của tỉnh. Vì thế, những cuộc điều tra của ông Tô Lâm nhắm vào những sai phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thời ông Chính làm bí thư gặp làn cản lực rất lớn. Đại tá Đinh Văn Nơi là giám đốc công an tỉnh An Giang, được Trung ương đánh giá là dám làm, không sợ lợi ích nhóm. Ông Nơi đã bị giới tội phạm bỏ ra tới 20 tỷ đồng để đẩy ông ra khỏi vị trí giám đốc công an tỉnh An Giang và đích đến là Quảng Ninh. Nhưng tại sao đích đến là Quảng Ninh mà không phải là tỉnh khác? Đây là một câu hỏi được nhiều người đang đặt ra. Điều đầu tiên dễ thấy nhất đó là ông Đinh Văn Nơi không có quan hệ lợi ích với nhóm lợi ích thân ông Phạm Minh Chính tại Quảng Ninh. Và điều đặc biệt là ông Nơi không chùng tay trước bất cứ thế lực tội phạm nào. Điều đó đã được chứng minh khi ông còn là giám đốc công an tỉnh An Giang. Vậy mục đích chuyển ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh đã được lộ dần. Đó là phe ông Tổng muốn dùng một lính thiện chiến như Đinh Văn Nơi để chọc thủng lợi ích nhóm của ông Thủ tướng tại Quảng Ninh. Phòng tuyến của ông Thủ tướng trở nên nan nguy. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bị khởi tố tại vụ án Quảng Ninh dưới thời ông Phạm Minh Chính làm bí thư. Theo những thông tin mà chúng tôi nhận được thì sau khi ông Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ, ông sẽ bắt tay vào việc hỗ trợ Bộ Công an điều tra vụ sai phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Xem ra ông Tổng đang cố soi vào vụ án môi giới buôn bán vũ khí và đó cũng là tử huyệt nhắm vào ông Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính. Có lẽ ông Tổng biết ông Thủ tướng là đối thủ cứng cựa nên đã đưa ngựa chiến Đinh Văn Nơi đến để làm lính tiên phong. Cũng xem ra ông Tổng cũng đang đánh giá rất cao ông Thủ tướng. Đây là hình ảnh đại tá Đinh Văn Nơi được điều về Quảng Ninh là dấu hỏi lớn về số phận của ông Thủ tướng đương nhiệm vào thời gian tới. Ông Tổng Bí Thư là mạnh nhất chứ không phải là mạnh vô đối. Nếu mạnh vô đối thì ông đã tống được Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua vào tù. Đằng này ông Tổng hết sức bất lực trước ba người này. Thế lực của ông Thủ tướng hiện nay tất nhiên là chưa bằng ông Tổng nhưng cũng đủ sức để đối đầu. Thế lực của ông Thủ tướng không thể nào yếu hơn thế lực của ông Lê Thanh Hải được. Vì thế, dù đưa được lính thiện chiến đến Quảng Ninh, chưa chắc gì ông Tổng đã làm được ông Phủ. Được biết, đại tá Đinh Văn Nơi hiện nay đang được Trung ương đánh giá rất cao. Tuy nhiên, chống tội phạm ngoài xã hội thì dễ hơn đấu đá với thế lực chính trị trong đảng. Không biết ông Đinh Văn Nơi làm được gì ở đất Quảng Ninh, chúng ta sẽ cùng chờ xem việc gì sẽ được phơi bày trong thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Bí Thư Nên đang có ý ly khai khỏi thế lực miền Bắc, lành ít giữ nhiều. Như bản tin trước, Thời báo.d đã đưa tin về những hành động rất khác thường những ngày gần đây
của ông Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Theo một số nhà bình luận đánh giá thì hành động ấy của Nguyễn Văn Nên được coi là rất bản lĩnh, bởi ông đang làm chính trị với một cách khác thường, đặc biệt là khác với đường lối bấy lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Văn Nên lên tiếng về Trung ương là nhờ bàn tay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, rồi ông được phân bổ về địa phương cũng nhờ bàn tay của ông Tổng. Theo lẽ thông thường, nhiều quan chức sẽ dập khuôn những gì ông Tổng đưa ra. Tuy nhiên, khi ông Nên về Thành phố Hồ Chí Minh thì không còn theo cái cách khuôn ấy nữa. Trước mắt, ông Nên đang rất được lòng giới quan chức thành phố và cả những người dân cả nước, đặc biệt ở miền Nam. Mặc dù vậy, bước đi này được nhiều người đánh giá là khá mạo hiểm, bởi ông Tổng Bí thư là người rất khó lường. Tín nhiệm đó, triệt hạ đó nên ai cũng sợ. Thành phần miền Nam trong tứ trụ luôn có tư tưởng tiến bộ hơn so với thành phần miền Bắc. Người miền Nam gần đây nhất có tầm ảnh hưởng lớn trong tứ trụ là ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Dũng là con người tai tiếng nhiều về tham nhũng, tuy nhiên về tư tưởng chính trị thì ông Dũng cởi mở hơn rất nhiều so với các quan chức tại miền Bắc. Ông Dũng mạnh dạn cho con đi du học các nước tư bản phương Tây. Ông cũng mạnh dạn gả con gái cho một cựu quan chức của Việt Nam Cộng Hòa mang quốc tịch Mỹ. Từ khi ông Dũng tháo cùm bảo thủ trong đảng, thì sau đó hàng loạt quan chức công khai cho con cái đi du học các nước tư bản, và hết lớp này đến lớp khác nườm nượp. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng thì ngược lại hoàn toàn với ông Dũng. Nếu ông Dũng tai tiếng tham nhũng, không có bằng chứng gì cả, thì ông Trọng lại không có tai tiếng gì nhiều. Nếu ông Trọng bảo thủ thì ông Dũng cởi mở. Và như tin thông báo chúng tôi nắm được, có vẻ như ông Trọng đang cố loại người miền Nam ra khỏi các vị trí đứng đầu của Đảng bằng quy định phải là người miền Bắc có lý luận. Và đại hội lần thứ 13 vừa rồi, chính ông cũng đã bay cánh miền Nam ra khỏi tứ trụ và chỉ giữ lại người miền Nam nào đó phục tùng ông. Hiện nay cánh miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị, đó là Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn Nên và Võ Văn Thưởng. Trong đó Trần Thanh Mẫn và Võ Văn Thưởng là người hiền từ dễ bảo, thì Nguyễn Văn Nên được đánh giá là người không chịu an bài. Ông Nguyễn Văn Nên được đánh giá là người có tố chất làm chính trị, nhưng làm chính trị theo cách hành động chứ không theo cách xù nịnh. Tuy nhiên, trong môi trường chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đi chệch hướng thì rất dễ bị quy vào tội ly khai và lại bị triệt hạ. Bản thân ông Nguyễn Văn Nên đang có tham vọng vào tứ trụ trong 3 năm tới, và dường như ông đã chọn con đường đi khác người, đó là lấy lòng cánh miền Nam. Nếu ông Trọng không trở cờ thì ông Nên sẽ có hai thế lực ủng hộ, đó là cánh miền Nam lẫn cánh miền Bắc. Tuy nhiên, không biết trong 3 năm tới ông Tổng Trọng có cho rằng cách làm như thế là làm sống dậy tư tưởng cởi mở của cánh miền Nam hay không. Nhiều người thân cận với ông Tổng Trọng từng có niềm hy vọng vào kế vị nhưng đã bị ông Tổng loại không thương tiếc, đó là ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng. Cho nên không có gì đảm bảo để ông Nguyễn Văn Nên không bị ông Tổng lật kèo. Đây là hình ảnh tứ trụ, mục đích của ông Nguyễn Văn Nên. Có người ví gần ông Tổng Trọng như chơi với cọp dữ vậy, là bạn đó nhưng bị thịt đó, là chuyện rất bình thường. Với ông Nguyễn Văn Nên, có lẽ cách tối ưu nhất để làm ông Tổng không phật lòng là làm mạnh hơn nữa về vấn đề Thủ Thiêm, làm sao đưa được bộ tam ăn đất Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua ra thì sẽ làm hài lòng ông Tổng. Và lúc đó những nước cờ chính trị mà ông đã đi ngược với quan niệm bảo thủ của ông Trọng sẽ được lờ đi. Có thể đó là cách duy nhất để ông Nên vào tứ trụ.